Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình giới thiệu và hướng dẫn bạn tham gia đào khai thác dự án GaFund. Đây là một cái nền tảng blockchain mà họ xây dựng ở trên BNBchain để mà phát triển về là MimiCoin. Thì mình sẽ đào cái đồng GaFund là cái đồng MimiCoin của là dự án. Và 13 giờ trước thì cái trang Twitter của là chuỗi BNBchain thì họ cũng đã có cái bài viết để mà chúc mừng cho dự án GaFund khi mà xây dựng ở trên BNB. Và BNB thì cũng là cái đơn vị backer đứng đằng sau để mà hậu thuẫn cho dự án GaFund. Và dự án GaFund thì họ cũng đã có một cái bài viết mà thông báo về cái lượng Jerusalem lên đến là 19 triệu Jerusalem lại đang hoạt động trên cái hệ sinh thái của ví. Và thứ hai nữa có 3,7 triệu là on-chain đang đăng ký hàng ngày. Và cái đối tác của dự án như là những cái DEX Network, cái HODL này, BNBchain, và có rất nhiều cái đối tác ở đây. Và đặc biệt trong đấy có HODL là cái ví mà mình đang đào khai thác đồng HOT. Thì đây là một cái nền tảng rất là tiềm năng, và có thể trong tương lai thì cái dự án GaFund này sẽ niêm yết ở trên nền tảng sàn BNB nhé. Vì họ đang xây dựng ở trên cái chuỗi của là BNBchain. Thứ nhất ấy, thì mình sẽ nói qua về cái cách mình khai thác này. Mình sẽ có hai cái cách để mà truy cập vào cái con bot của là GaFund để mình đào đồng GaFund. Thứ nhất thì mình sẽ để cái đường link cho bạn là đăng ký đào cái dự án HOT này là ở trên ví HOT Wallet, thì cũng có cái mục cho mình liên kết vào ở trong cái app GaFund mình đào. Và thứ hai nữa thì nó cũng có một cái đường liên kết để mình truy cập riêng vào trong cái app là GaFund bot này. Và cái app này thì nó cũng liên kết trực tiếp với cái ví là HOT Wallet mà mình đang đào khai thác đồng HOT nhé. Thì thứ nhất ở trên cái sự kiện này mình sẽ làm những cái nhiệm vụ để mình sẽ nhận miễn phí này. Trước tiên thì mình sẽ join kênh Telegram của là dự án GaFund. Thứ hai nữa mình follow kênh Twitter dự án. Mình sẽ connect với cái ví BNB BEP20 của là ví HOT Wallet. Và thứ hai nữa thì mình sẽ thay đổi một cái nickname ấy. Không phải là cái tên tài khoản Telegram của bạn đâu, mà nó là cái nickname, có nghĩa là cái tên mà hiển thị ở trên Telegram ấy. Thì mình cộng con vịt với cái chữ là Gra này. Đây các bạn nhìn thấy là mình có thêm cái con vịt này, cái chữ là Gaga và cái nickname mình. Thì hoàn thành cái nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận là 500 đồng là Gaga. Đó, như vậy thì các bạn chỉ cần ghi chữ là Gaga như thế này, và mình ghi cái chữ con vịt thì nó hiện cái logo con vịt, mình thêm một cái nickname ấy, là mình xong cái bước thì mình sẽ nhận là 500 đồng là Gaga nhé. Thì đây là toàn bộ cái mình có thể kiếm miễn phí ở trên cái dự án GaFund và ở trên cái ví HOT mà mình đang đào khai thác đồng HOT ở đây. Và như vậy sau khi mà các bạn liên kết với ví này ở trên bên trên là cái ví BEP20 ở ngay trên ví HOT ấy, có ví BEP20 mình chọn liên kết thì bắt đầu là mình làm nhiệm vụ. Thì sau khi bạn làm hết những cái nhiệm vụ này thì mình sẽ nhận miễn phí được cái đồng là Gra ở đây. Còn để bắt đào nó thì ở đây nó sẽ có một cái mục mình phải là xác minh verify thì mình mới đào được. Thì bây giờ mình quay lại cái ví HOT nhé. Khi mà để đào cái đồng Gaga này thì các bạn cần phải có cái tài khoản ví HOT. Thì mình cũng sẽ để cái tài khoản ví HOT để các bạn đăng ký ví HOT và mình sẽ đào cái đồng HOT mining ở đây. Và bây giờ mình nói về cái cách để mình đào đồng Gaga này. Thì ở ngay ở bên dưới ví HOT các bạn nhìn thấy cái ví Gaga chẳng hạn mình đang có là 4.300 ở đây. Và khi các bạn đào thì có cả tốc độ của các bạn đào nó hiện ở đây. Và thứ nhất thì về cái kiếm miễn phí và về cái đào này thì mình giải thích từng bước cho bạn hiểu dễ. Khi bắt đầu bạn truy cập vào cái đường liên kết Gaga này để mình đào thì bạn cần phải connect với cái ví BEP20. Ở bên trên này là cái ví BEP20 của mình này. Thì cái ví BEP20 này lấy đâu? Nó ở trên cái ví HOT mình đang đào đây. Có cái mạng là BEP20 tương thích với EVM là mạng BNB hay là mạng Tron Blockchain, mạng Tron Blockchain. Đó là xong cái nhiệm vụ để mình nhận thưởng. Còn tiếp theo là về cái đào. Và để đào nó thì yêu cầu trên cái ví mà bạn đang connect đây này, có nghĩa là ở trên cái ví của là BNB mà thuộc về ở trên ví HOT luôn này, thì các bạn cần phải là hold 0.05 BNB. Thì khi các bạn hold 0.05 BNB, tự động các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này được kích hoạt cái tốc độ mình sẽ đào cái đồng là GaFund ở đây. Và cái việc hold này là không phải là mình mất đâu, mà khi các bạn không muốn đào thì các bạn có thể là rút 0.05 BNB này về những cái sàn hay là về những cái ví để các bạn bán nhé. Nó chỉ là dựa cái việc là mình hold ở trên ví HOT Wallet này để mình sẽ nhận cái tốc độ mình đào x2 và mình mới đào được. Còn nếu mình không hold 0.05 BNB thì mình sẽ không đào được.
Thì để mà gửi cái đồng BNB vào cái ví hot mình hold trên này, thì các bạn nhìn thấy ở ngay ở trên cái tên của mình cái này, thì các bạn sổ mũi tên xuống có những cái ví. Và như vậy thì các bạn chỉ cần là copy mã ví BNB mà có chữ EVM đây, mình bấm đây, mình sao chép, mình sẽ gửi cái đồng BNB vào đây để mình đào cái đồng là GagaFund. Còn ở đây thì mình nói thêm một chút ấy, là cái dự án đào đồng HOT này là một cái nền tảng đào quay rất là tiềm năng. Hiện nay dự án phát triển hệ sinh thái rất là mạnh, đã hợp tác để mà hỗ trợ cho 4 cái blockchain, trong đấy có BNB chain và Tron blockchain, Tron blockchain và Solana blockchain. Và có thể trong thời gian tới thì dự án sẽ còn hỗ trợ rất nhiều cái layer 1 khác ở trên cái ví nào HOT Wallet. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách để bạn làm cái đồng BNB vào cái ví HOT mình đào cái đồng Gaga ấy nhé. Thì bạn sao chép mã ví này, các bạn quay về những cái ví nào mà các bạn đang có đồng BNB. Còn nếu bạn nào mà chưa có đồng BNB ở trên cái ví thì các bạn có thể là mua cái đồng BNB ở trên cái sàn mà đang mua bán, chẳng hạn là sàn Binance hay là OKX. Thì với 0.05 đồng BNB thì có thể nó tương đương với khoảng độ là 0.05 này, nó xấp xỉ khoảng độ là 30 đô nhé. Thì ở đây mình sẽ mua 0.6 đi. Đó, như vậy ở đây mình sẽ mua là 0.06 BNB, bấm vào chỗ mua ở đây. Như vậy mình mua ít thì mình để cái giá lệnh thị trường cho nó nhanh nhé. Mình sẽ bấm ở đây là 30 đô này, 35 đô. Đó, bấm mua này. Quay lại ví này thì mình nhận được cái đồng BNB tương đương với gần là 0.06 nhé. Thì để mà làm nó thì các bạn nhớ là copy cái mã ví BNB ở trên ví HOT này, quay lại cái chỗ mà cái nơi mà bạn đang có đồng BNB, chẳng hạn ở đây mình sử dụng sàn là OKX, thì mình sẽ bấm vào chỗ là rút ở đây, chọn là rút ở trên chuỗi này. Mình sẽ ghi cái ô tìm kiếm là BNB, bấm vào chỗ là BNB ở đây. Ở đây thì các bạn để ý là nếu ở trên OKX thì nó hỏi mình là rút về đâu, thì mình chọn là rút về ví on chain nhá, bấm vào cái dòng đây. Đến bước này thì yêu cầu mình là trượt đây, mình hiện mã ví này, bấm đây mình trượt lên này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ là dán cái mã ví vào đây nhé và nhập số lượng này. Thì cái mã ví các bạn nhớ là copy ở trên cái ví HOT này. Đó, quay lại đây mình sẽ dán mã ví vào đây. Mình nhập số lượng là tối đa đi. Tối đa này. Đó, mình bấm vào đây mình gửi này. Bấm vào tôi đã hiểu này, bấm vào tiếp tục ở đây. Bấm xác nhận ở đây. Cái bước này thì bạn cần phải là nhận cái mã về mail và xác thực cái mã Google Authy. Đó, cái bước này thì các bạn cần phải là nhập cái mã về mail này và bạn lấy cái mã Google Authy để bạn dán vào nhé. Đó, mình dán cái mã Google này. Bấm xác nhận ở đây. Đó, như vậy đây là cái lệnh mình đang thực hiện, mình rút cái đồng là BNB về ở trên là ví HOT nhé. Như vậy mình đã nhận được cái đồng BNB về ở trên ví HOT nhé. Thì bây giờ mình bấm vào đây, các bạn bấm vào đây mình kiểm tra cái tốc độ mình đào này. Thì khi bấm vào đây các bạn nhìn thấy cái chữ này báo mình đã bấm đây, mình xác minh cái việc mình kích hoạt tốc độ mình đào nhé. Thì mình bấm vào chữ đây. Đó thì các bạn nhìn thấy mình đang có tốc độ là 6.62 đồng Gaga trên 1 giờ mình đào ở đây. Và để lấy cái liên kết đi giới thiệu cho bạn bè thì bạn bấm vào đây mình copy cả cái liên kết đào đồng Gaga bên trên này. Ở bên dưới là liên kết các bạn đào cái đồng là HOT nhé. Và để quay lại cái ví HOT thì bạn bấm nút back ở đây. Mình quay lại thì bạn kéo lên. Mình cũng nhìn thấy cái đồng Gaga mà khi bạn đào được thì nó hiện ngay ở bên dưới cái đồng HOT mà các bạn đào ở đây. Rồi, như vậy thì mình đã hướng dẫn bạn chi tiết về cái cách để bạn đào cái đồng Gaga. Còn bây giờ mình xin được đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.